Vâng ạ, và không phải chỉ tại ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu không đâu, mà trên rất là nhiều những cái ngôi trường trên khắp cả nước của chúng ta giờ đây cũng đang rất là tưng bừng và hân hoan để cùng chào đón ngày 20 tháng 11 để cùng gửi những lời tri ân đến các thầy cô giáo. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn nghĩ rằng kiến tạo nên một trường học hạnh phúc chỉ là một cách nói hình tượng cho việc đi tìm giải pháp để đem đến những cảm xúc tích cực cho cả thầy và trò, xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục. Khi ấy thì thầy sẽ có những động lực để cống hiến hơn và trò thì được tôn trọng cũng như được phát triển những năng lực của bản thân. Trong lễ triển khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ có 3 tiêu chí quan trọng có tính cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Và tại Hà Nội thì hiện nay đã có một số ngôi trường và cùng với đó là một lực lượng các thầy cô giáo đã và vẫn đang cố gắng để hướng đến cho mình một môi trường tốt, học sinh vui thích và hạnh phúc khi các em được đến trường. Cùng ghé qua trường Trung học cơ sở Thanh Xuân để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thầy và trò của trường Thanh Xuân đã xây dựng niềm hạnh phúc đó ở ngôi trường của mình như thế nào quý vị nhé. Một triển lãm tranh được trưng bày nhân dịp 20 tháng 11. Tất cả đều do các em học sinh trường Trung học cơ sở Thanh Xuân vẽ nên. Những bức tranh đa sắc màu nhưng cùng chung một chủ đề, đó chính là ngôi trường hạnh phúc. Vậy, hạnh phúc trong mắt học sinh của mái trường này là gì? Và điều gì khiến cho các em thực sự hạnh phúc ở mái trường này? Đối với con, quan niệm về một ngôi trường hạnh phúc là khi con đến trường với nụ cười trên môi và lúc nào con cũng nhận được sự quan tâm từ thầy cô, và ngôi trường khiến cho con cảm thấy không có một khoảng cách, không có bất cứ một khoảng cách nào, và con đến trường không chỉ được học những kiến thức mà con còn được chia sẻ, mà còn được nhận những tình cảm từ thầy cô, và điều đó khiến con thực sự cảm thấy là con đang được học tập trong một môi trường hạnh phúc. Cái việc tự do thì nó cũng là một việc tự do sau khuôn khổ, nhưng mà con thấy nó như vậy cũng rất là tốt. Tại vì ở trường này không phải là con chỉ được học mỗi kiến thức, mà con còn được tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm và lên phòng thực hành. Như vậy là không chỉ học những kiến thức trong sách giáo khoa, mà ở ngôi trường Thanh Xuân con sẽ được bồi đắp thêm rất nhiều kiến thức từ ngoài cuộc sống và các vấn đề ở trong xã hội. Theo con, một ngôi trường hạnh phúc, một ngôi trường an toàn là một ngôi trường mà có những giúp cho học sinh được trau dồi về những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân mình, cũng như là có thể giúp cho bọn con học được thêm rất là nhiều điều mới. Để xây dựng một trường học hạnh phúc, thầy cô trường Trung học cơ sở Thanh Xuân đã xây dựng cho mình mục tiêu, sứ mệnh phù hợp với người dạy, người học và bối cảnh giáo dục của nhà trường. Trong đó có mục tiêu làm cho các cá nhân, tập thể trong đó yêu trường, yêu lớp, cùng tiến bộ trên cơ sở những giá trị tốt đẹp, xoay quanh 3 giá trị, an toàn, yêu thương và tôn trọng. Có nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Đối với tôi, một ngôi trường hạnh phúc là ngôi trường cần phải đáp ứng được 2 yếu tố quan trọng nhất: học sinh hạnh phúc và giáo viên hạnh phúc. Đối với học sinh thì khi đến trường, bạn ấy không chỉ được tiếp cận với một cái thế giới kiến thức, mà đến trường còn bằng cả niềm vui, đến trường bằng cả một tâm thế hứng khởi. Còn về giáo viên thì tôi cho rằng giáo viên hạnh phúc là giáo viên được đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về giáo dục. Đó là về cuộc sống, đó là về kiến thức và đặc biệt quan trọng là về tư tưởng. Điều kiện cần cho một mái trường học hạnh phúc là cơ sở vật chất, nhân lực được đảm bảo an toàn cơ bản. Tuy nhiên, điều kiện đủ lại là vấn đề về tinh thần. Và để giúp các em giảm tải áp lực khi đến trường, có thể chia sẻ những niềm riêng và xóa bỏ khoảng cách thầy trò, một góc tư vấn thú vị đã được tạo ra. Khi mà có được cái góc tư vấn như thế này thì cảm thấy cái mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh ở đây là rút ngắn lại, không còn cái khoảng cách nữa. Và nếu muốn làm được cái việc đó thì giáo viên phải đặt, nhiều lúc phải đặt cái vai trò, cái vị trí của mình ở đây là phải trở thành bạn của các con, chứ không phải là một cái người giáo viên đứng trên lớp nữa, trở thành một người bạn gần gũi với các con. Và đôi lúc là ở trên lớp mình phải làm thay cả cái vai trò của một phụ huynh gần gũi với các con, nhiều lúc còn gần gũi với con hơn cả là phụ huynh gần gũi với các con nữa. Bởi vì thực ra cái thời gian của các con ở trên lớp là nhiều hơn so với thời gian là các con ở nhà.
Để có một môi trường học hạnh phúc là sự nỗ lực của tất cả thầy cô trong trường. Bên cạnh việc không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, thì bản thân các thầy cô trong trường đều tự trau dồi cho mình hành vi ứng xử phù hợp. Mỗi lời nói, việc làm, hành vi ứng xử của người thầy cô đều tác động trực tiếp đến các em, là chuẩn mực để học sinh làm theo và tạo nên sự tôn trọng, yêu mến thầy cô giáo, xuất phát từ tâm thức của học trò. Các chuyên gia giáo dục đã từng cho rằng, dựa trên tôn trọng, hầu hết các công việc sẽ diễn ra suôn sẻ và có trách nhiệm cao. Đặc biệt, với các giáo viên, khi thấu hiểu giá trị tôn trọng, biết tôn trọng, họ sẽ làm được việc tôn trọng học sinh, dẫn đến thay đổi lớn về nội dung, cách thức giáo dục. Từ đó sẽ tạo ra những thành tựu lớn cho giáo dục con người.